Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ giới quát. Hôm nay đồng hồ giới quát của chúng tôi quay video để review giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Casio mới nhất đang có mặt tại hệ thống đồng hồ giới quát của chúng tôi. Thì mẫu đồng hồ này vừa mới về tại gian hàng cho nên hôm nay tôi làm video để quay trực tiếp cho anh em xem mà anh em ưng được mẫu nào thì hãy ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới quát của chúng tôi anh em nhé. Rồi, mẫu đồng hồ này thì có mã là MTP VD03. Thì mẫu đồng hồ này được thiết kế rất là chất luôn anh em ạ. Đấy, mặt được thiết kế dạng như kẻ Casio đây anh em này. Đấy. Kim bút chì và có dạng quang trên kim. Lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống. Đấy, đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá là cũng rất là đẹp. Vừa mới ra mắt năm 2022 anh em ạ. Rất là chất luôn. Đây, tôi sẽ bỏ cái cống đi ra. Đây, anh em quan sát kỹ này, nhìn rất là chất luôn. Đây là một mẫu đồng hồ classic dành cho dân văn phòng, những người nào ưa thích những sự đơn giản thì đây là một mẫu đồng hồ không thể bỏ qua. Size mặt của em này là 40, gần như là phù hợp với tất cả các cổ tay của anh em. Cổ tay khoảng tầm 15 trở lên, cứ khoảng là 18 đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này quá được. Vâng, dây vỏ của mẫu đồng hồ này đều là thép 316L. Mặt kính khóa, độ chịu nước của em này là 5 ATM, cho phép anh em đi bơi rửa tay và có thể tắm nhẹ được. Và đây là phần khóa của nó đây. Đây, chữ Casio sắc nét anh em nhé, sắc nét luôn. Vâng, đây là đánh xước. Còn phần vỏ được đánh bóng. Đây, còn phần khóa của em nó đây. Đấy, phần khóa gập 3. Đấy, rất là nét luôn anh em này. Đây, mặt đáy của em nó là gồm có thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này, cũng như là có tem chống giả của anh Huy Quát, nhà phân phối đồng hồ Casio này tại Việt Nam. Đây, tem chống giả luôn anh em nhé. Anh em mua đồng hồ Casio mà không có tem vàng này ấy, thì có nghĩa là mua phải hàng thách tay hoặc là nhái hàng giả thôi. Cho nên anh em cũng phải cẩn thận nhé. Vâng, bây giờ tôi cho chạy này. Đây, rất là đẹp luôn. Mặt được thiết kế rất là thời thượng anh em ạ. Kẻ ô bàn cờ rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là chất luôn. Rồi, tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em chung ngưỡng nhé. Với thiết kế của mẫu đồng hồ này là mặt trắng bạc, kẻ ô rất là đẹp, lên tay rất là đẹp luôn anh em ạ. Cổ tay của tôi 18, đeo mẫu đồng hồ này rất là ok này. Đấy, anh em làm cứ cổ tầm 15, 16, 17, 18 thì đeo rất là được, thoải mái luôn. Đấy, cứ khoảng tầm 17, 18 là đeo đẹp nhất. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất sang cảnh luôn. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Vâng, trước mặt anh em đây là mẫu đồng hồ được thiết kế mặt màu đen, dây vỏ màu bạc. Đấy, size 40, mặt kính khoáng, độ chịu nước 5 ATM, kim bút chì và cọc số 3 giờ là lịch ngày. Đấy, lên tay thì cũng khỏi về bàn. Về chức năng mọi cái thì cũng đều giống em thứ nhất thôi. Đây, tôi đeo lên tay luôn cho anh em xem luôn. Đây anh em này. Đấy, anh em nào thích mặt trắng thì lấy mặt trắng, anh em nào thích mặt đen thì đặt mặt đen, không vấn đề gì cả anh em ạ. Lên tay rất là đẹp luôn. Mẫu classic này rất là đẹp. Vâng, mã của em nó nào. Mã của em nó là MTP VD03D. Giá của em nó là có 1.358.000 thôi. Vâng, và đây là cái tem chống giả này anh em này. Đấy, và bảo hành chính hãng cho anh em. Thì khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ cào vào cái lớp bạc này và vào cái link bảo hành chấm anh Quy Quát này để kích hoạt bảo hành cho em nó. Thì chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này là máy 1 năm và pin 18 tháng tại hãng luôn. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là chất luôn, tôi nhìn thấy cũng rất là yêu mẫu đồng hồ này luôn. Vâng, thì mẫu đồng hồ này gồm có hai phiên bản khác nhau, một là phiên bản là dây thép, hai là phiên bản dây da. Đó, thì bây giờ ta sẽ sang mẫu thứ ba là phiên bản dây da. Thì đây anh em nhìn xem, để mà ví dụ muốn trẻ trung hơn thì anh em đeo dây da cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Vâng, với mẫu đồng hồ này thì mặt đai hồ là được thiết kế màu trắng này. Đấy, màu trắng bạc rất là đẹp. Dây da là màu nâu, dây da phồng nha anh em nhé. Đấy, rất là cân đối với mẫu đồng hồ này luôn. Đây, khóa móng ngựa rất là đẹp. Đây, mặt sau của em nó này. Mặt sau em nó thì bao giờ cũng có thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ và tem vàng chính hãng của anh Quy Quát. Vâng, mã đồng hồ này là MTP VD03L, giá của em nó là 1.259.000. Vâng, cũng chỉ bằng bữa nhậu thôi là anh em có thể mua được chiếc đồng hồ Casio nồi đồng cổ đá này rồi. Vâng, đây là tem chống giả cũng như là bảo hành chính hãng cho anh em. Rồi, tôi đeo lên tay cho anh em xem nhé.
lên tay đây anh em này, quá đẹp đúng không ạ, rất là chất luôn. Anh em là muốn trẻ trung thì đeo dây da này thì tôi nghĩ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua rồi, quá là ok. Đấy, tuy nhiên thì dây da thì không bao giờ nó bền bằng dây thép được, điều đấy là rõ ràng bởi vì nó là da thôi. Dây thép thì bao giờ cũng có độ bền nó tốt hơn. Ví dụ anh em mua dây thép đeo một thời gian là chán thì mình có thể mua một cái dây da bên ngoài, sau đó mình đổi sang. Và cũng như là mình có hai cái đồng hồ luôn anh em ạ. Rồi sang đến mẫu thứ tư trong buổi review hôm nay thì mẫu đồng hồ này cũng không khác gì ba mẫu đồng hồ kia, mặt nó màu đen này, so với mẫu đồng hồ thứ hai này thì giống nhau y hệt đây anh em này, đây y hệt nhau luôn, không khác gì về mặt số cả, giống nhau 100% đây anh em này, không khác gì về mặt số, chỉ khác về mỗi chất liệu là dây thôi. Vâng, về thiết kế của em này thì là mặt màu đen đấy, size 40, mặt tinh khoáng. Vâng, đôi giày của em này là khoảng tầm 9mm thôi, rất là mỏng, rất là mỏng anh em ạ. Đồ chịu nước là 5ATM. Đây, mã của em đó là MTPVD03L 1AVUDS và giá là 1.259.000. Và đây cũng là cái tem chống giả và bảo hành chính hãng cho anh em. Anh em mua đồng hồ tại Đưa Bắt chúng tôi thì anh em hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì về các chế độ bảo hành cũng như là hàng nhái hàng giả. Tôi cam kết với anh em về điều đó nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em xem thử nhé. Em này thì được thiết kế là mặt màu đen, dây màu đen combo với nhau rất là đẹp luôn. Mẫu đồng hồ này là hiện tại mới về tại gian hàng chúng tôi, gần như là không có trên thị trường anh em ạ. Đó, lên tay quá là sang chảnh luôn anh em ạ, rất là đẹp luôn. Thiết kế theo lối classic cho nên là đấy, phù hợp với anh em nào đeo văn phòng hoặc là học sinh sinh viên, những người đi làm ai cũng có thể là mua mẫu đồng hồ này đeo được. Vâng, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng của anh Khuê Watt đây anh em này. Đấy, đây là một chiếc hộp chính hãng của anh Khuê Watt. Đấy, hai màu đen đỏ rất là đẹp. Đó. Thì giờ Watt chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng thôi, cho nên là hôm nay tôi cũng có thể cho anh em xem một cái bằng chứng nhận. Đây, tôi để nghiêng một chút thì mới có thể là xem được. Đây, anh Khuê Watt đây, công ty cổ phần anh Khuê Watt này, nhà phân phối chính thức thương hiệu đồng hồ Casio tại Việt Nam này. Chứng nhận này cho giờ Watt này. Có địa chỉ gian hàng tại là trung tâm thương mại The Garden, đường Nguyễn Đình Chi, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là đại lý chính thức của thương hiệu Casio. Đây có chữ ký đỏ chót của chủ tịch Nguyễn Xuân Dũng đây anh em này. Vâng, như thế này thì anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Mà anh em bảo thế này mà vẫn còn không yên tâm thì chắc là tôi cũng chịu rồi. Vâng, cũng không biết là làm thế nào để cho anh em có thể tin tưởng hơn được nữa. Rồi hiện tại thì sản phẩm của chúng tôi đang được bán tại hệ thống đồng hồ The Watt đây anh em này, có địa chỉ tại tầng G trung tâm thương mại The Garden này và tầng hầm Mixi Samico Long Biên. Có địa chỉ website này và số hotline đầy đủ cho anh em. Tiêu chí của chúng tôi là chỉ có bán hàng chính hãng thôi. Vâng, cho nên anh em mua đồng hồ tại Đưa Bắt chúng tôi thì hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì về hàng nhái ở đây. Rồi, về trên hai phiên bản dây da và dây thép này thì anh em xem là ưng được mẫu nào thì có thể comment dưới video này hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số hotline Zalo trên màn hình. Đấy, trên 4 mẫu này thì tôi thấy mẫu nào cũng đẹp cả, thì anh em là ưng mẫu nào thì hãy liên hệ với chúng tôi. Vâng, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Giơ Watt của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.